khiến Ninh Dương coi thường ý chỉ của bệ hạ. Kháng thánh chỉ từ hôn làm nhục Đậu tiểu thư, khiến Đậu gia trở thành trò cười trong kinh thành, khiến Ninh Dương lại không biết tội của mình, chỉ là vì tranh luận có vài câu ở trên tiệc mừng thọ của Phùng thượng thư, trước mặt tất cả quan khách ngang nhiên giết hại mệnh quan triều đình. Đã để luật pháp đại đường của ta ở đâu? Đã để uy nghiêm của bệ hạ ở đâu? Người, cái tên nghiệp chướng. Khởi bẩm phụ hoàng, vì tướng thẩm tra xử lý vụ án này, hồ đồ kết luận có phần cũng hơi rõ đoán rồi. Trên buổi thọ yến người đông phức tạp, gia chạm chen lấn, Đàm Nhi ở trong tình huống lúc đó đã lỡ tay ngộ sát Đậu đại nhân. Chuyện này rất có thể xảy ra mà. Ngộ sát thái tử điện hạ? Đậu đại nhân chết chưa bao lâu, người của Đậu gia than khóc quỳ ở bên ngoài kinh triệu phủ, chỉ mong đòi lại một sự công bằng. Thái tử điện hạ lại đổi trắng thay đen như vậy, vội vàng rửa tội cho kiến Ninh Dương. Ngươi, lời khai của triều thần, thị vệ, nô tỳ ở hiện trường đều chỉ ra kiến Ninh Dương ác ý hành hung. Lẽ nào đây không đủ rõ ràng hay sao? Điện hạ có phải muốn đưa tất cả nhân chứng tới trước điện đối chứng từng người một sao? Đàm Nhi, Đàm Nhi. Kiến Ninh Dương, con còn có gì để nói nữa hay không? Đàm Nhi à, con nói đi. Con mau nói đi. Bệ hạ, Kiến Ninh Dương biết mình có tội, không còn gì để biện hộ, nhưng thái độ không nói không rằng, không muốn tranh luận như vậy. Sợ là ỷ vào thân phận huyết mạch hoàng tộc của bản thân, ỷ vào tấm lòng yêu mến của bệ hạ. Nhưng mà chuyện này tất cả mọi người trong triều đã xôn xao hết rồi. Nếu như không trị Kiến Ninh Dương theo luật, sợ là không dẹp được lời đàm tiếu của mọi người. Xin bệ hạ quyết định. Nghiệt chủng này quá là to gan, trẫm không thể bảo vệ. Áp giải nó tới đại lý tự, nên làm thế nào thì làm thế đó đi. Bệ hạ anh minh. Phụ vương, Đàm Nhi đã bị áp giải tới đại lý tự rồi. Bệ hạ đang giận, con đừng có cuốn vào trong chuyện này nữa. Nhưng mà thời gian trước đó, bệ hạ làm chủ nó cũng dám ngang nhiên kháng hôn, bây giờ lại phạm tội lớn giết người nữa. Đậu gia hiện giờ quyết không tha thứ, bên ngoài thì có người dậu đổ bìm leo, hả? Bệ hạ cũng phải có câu trả lời cho các bá quan trong triều, bản thân nó cũng không nói tiếng nào. Vậy thì bảo ta làm sao giúp nó được đây? Không lẽ phụ vương cũng tin rằng Đàm Nhi giết Đậu Như Tri bằng một nhát kiếm sao? Đây không phải là việc ta có tin nó hay không, mà là sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Con nói ta phải làm sao đây? Bây giờ chỉ có thể chờ bệ hạ niệm tình quyết mạch tình thân với nhau, tha cho nó một mạng thôi. Điện hạ gia đao. Điện hạ, bệ hạ nói sao vậy? Có thể nói sao?
Tên đậu già đó làm chuyện này trở nên xôn xao, quyết không tha thứ. Vậy là muốn lấy mạng của Đàm Nhi. Đậu già đó không phải là họ hàng của nàng sao? Sao nàng lại không cố gắng khuyên nhủ vậy? Thiếp làm sao mà không có cố gắng khuyên nhủ? Nhưng mà có một số lời thiếp không tiện nói ra miệng được. Nàng khuyên rồi nhưng không có kết quả. Phụ thái tử trở nên tình cảnh bây giờ, nàng có còn thể diện nữa không? Hả? Điện hạ, chuyện này là do thần thiếp tự ý quyết định làm mối cho Đàm Nhi. Nếu không phải thần thiếp nhiều chuyện, sẽ không trở nên tình hình như bây giờ. Xin điện hạ thứ tội. Xin điện hạ thứ tội. Điện hạ hãy thứ tội. Điện hạ, thần thiếp quả thật hổ thẹn với biểu tẩu. Nhưng mà Đàm Nhi, thiếp đây thật sự không nhẫn tâm. Ta đã trách lầm nàng. Nhưng mà Ái Phi à, vẫn phải đi đến đầu gia, vẫn phải dựa vào nàng đi khuyên giải bọn họ. Chỉ cần đầu gia mở lời thì lúc đó phụ hoàng mới có thể tha tội cho Đàm Nhi được. Đàm đệ, rốt cuộc chuyện này là sao? Là đệ tự làm tự chịu. Hôm đó đệ bỏ Lâm Trí, hôm nay thiên hạ bỏ đệ. Ta thực chất không từ bỏ đệ mà đi. Ta phúc thẩm nhân chứng hiện trường. Tuy bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với đệ, nhưng mà ta vẫn không tin rằng là đệ giết chết Đậu Như Tri. Đậu Như Tri là kẻ khốn nạn, không có liêm sỉ, tham ô vô độ. Đệ và hắn nhiều lần tranh cãi với nhau, ở triều giả trong cung cũng không phải là bí mật gì. Nếu nói đệ vì tranh cãi nhất thời mà giết hắn, tuy là người đời sợ hãi, nhưng mà cũng không có gì là kỳ lạ cả. Chính vì Đậu Như Tri là kẻ bẩn thỉu như vậy, ta mới càng tin đệ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này. Đệ thực chất coi thường máu của người này, làm bẩn bàn tay cao quý của mình. Dương huynh có thể huynh nhìn lầm đệ rồi. Lý Đàm đệ không phải là quân tử gì cả, chẳng qua chỉ là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ vô tình mà thôi. Bình thường cũng là dựa vào sở thích của bản thân, mặc ý làm bừa. Đệ nhìn không vừa mắt Đậu Như Tri nên đệ liền giết ông ta. Vốn tưởng là ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Gia Gia sẽ không sao cả, không ngờ là lần này Hoàng Gia Gia cũng không có giúp đệ nữa. Bây giờ ngay cả ta đệ cũng không tin đúng không hả? Đệ mau đem chân tướng sự việc này nói rõ ràng cho ta nghe đi. Không lẽ đệ muốn bị nhốt ở đây cả đời sao? Là đệ làm sai rồi, đây là việc đệ phải chịu. Dương huynh không cần bận tâm nữa đâu. Đệ càng nói những lời này, ta càng khẳng định được đệ có chuyện giấu ta. Chúng ta là huynh đệ, ta tuyệt đối không bỏ mặc đệ không lo, càng không cho phép đệ cam chịu từ bỏ giống như vậy. Được, nếu hôm nay đệ không chịu nói, vậy thì hôm khác ta lại đến hỏi đệ.
Sau khi bị hạ lệnh làm nghiêm, nhà họ Đậu liệt mang quan tài của Đậu Như Tri đặt ở trong chùa Hoàng Phúc Tự, cũng không phát tang. Nói là phải đợi Kiến Ninh Dương Điện Hạ bị phán quyết xong rồi mới chôn cất. Dân gian còn có những lời đồn ác ý liên quan đến Kiến Ninh Dương và Tố Chương cáo tội Kiến Ninh Dương ở trong triều gần đây. Người phía sau sai khiến đều là Đậu gia. Lòng muốn báo thù của Đậu gia hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mà tung tin đồn để gia tăng tội danh, thủ đoạn này cũng quá bẩn thỉu rồi. Điện hạ đến để cầu xin cho Kiến Ninh Dương sao? Hắn sỉ nhục con ta, giết phu quân ta, Đậu gia ta không đội trời chung với hắn đâu. Hơn nữa triều đình tự có pháp luật, tội giết hại quan viện chính tam phẩm trong triều là tội lớn, không phải lời của một người phụ nữ như ta mà định đoạt được. Đúng vậy, Đậu phu nhân là khổ chủ, tự sẽ đi tìm công đạo. Nhưng Đậu gia phí tâm sức như vậy gây áp lực cho triều đình, muốn ép Đại Lý Tự và Hình Bộ nhanh chóng kết án. Bổn Dương cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Có gì không thỏa đáng? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ án này có gì còn có thể kéo dài hả? Đậu gia chúng ta chỉ muốn sớm đem hung thủ giết người chịu trừng phạt trước pháp luật, như vậy cũng sai sao? Đúng vậy, Kiến Ninh Dương thân phận tôn quý, còn có điện hạ chạy dây cho hắn, Đậu gia chúng ta thực sự khó mà đối kháng được. Không gây chút sức ép, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, công đạo khó cầu. Bổn Dương đến đây chỉ là muốn tìm ra chân tướng thật sự. Lần này đến đây là muốn khiến Đậu phu nhân cho Bổn Dương thêm chút thời gian, để Bổn Dương điều tra rõ ngọn ngành. Đậu phu nhân, Bổn Dương luôn cho rằng Đậu đại nhân lúc còn sống chỉ là có một chút tội của tham quan, mượn chức vụ tham ô mưu lợi. Thật không ngờ khi ta điều tra sâu hơn nữa, phát hiện Đậu đại nhân sở dĩ có thể ngồi yên ở chức vụ Thái Phủ Khanh đều do may mắn của ông ta. Mùi máu tanh đã dính trên đôi tay của Đậu đại nhân, quả thật khiến Bổn Dương phải kinh ngạc. Nếu như Bổn Dương đem những vụ án này đi điều tra từng cái một, vậy Đậu gia sẽ thế nào? Đậu phu nhân, phu nhân có biết tính quan trọng của chuyện này không? Đều nói Quảng Bình Dương nhân từ bác ái, không ngờ lại phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Đậu gia đã dùng cách không hợp pháp để ép buộc, vậy Bổn Dương chỉ có thể lấy đạo của người này để trị lại người này mà thôi. Vậy thì điện hạ muốn sao đi? Đậu phu nhân có thể yên tâm, giống như chuyện này là do một mình Đậu đại nhân làm, nay người chết thì đèn tắt, Bổn Dương cũng không muốn vạch trần ra nữa, liên lụy tới cả Đậu gia. Bổn Dương chỉ muốn Đậu gia hãy nhẫn nại mà chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng là được. Bộ dạng suy sụp này của ngài là làm cho ai xem đi? Lâm Trí sao? Ngài đừng nằm mơ nữa, Lâm Trí sẽ không có đến đâu. Sao hả? Ngài vẫn còn mong là tin tức bản thân xảy ra chuyện truyền đến tai Lâm Trí sao? Kích thích tỷ ấy nhớ ra ngài, sau đó không tính toàn hiềm khích trước kia chạy đến nơi này. Điện hạ,
ngài quá đề cao bản thân rồi. Bây giờ chuyện này với Lâm Trí mà nói, chẳng qua cũng là những tin đồn dân gian, không có gì khác biệt. Nghe xong rồi thôi, có lẽ còn không bằng tìm ra phương thuốc mới. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Vậy bộ dạng bây giờ của ngài là gì? Cảm thấy hổ thẹn với Lâm Trí nên tự hủy hoại mình, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa. Ngài thấy có lỗi với Lâm Trí, cho rằng như vậy có thể bù đắp sao? Không phải. Ta đã từng nghĩ như vậy. Sau khi Lâm Trí đi rồi, ta cũng không biết bản thân nên đi đâu về đâu nữa. Ta và Lâm Trí cũng không có thể trở về như trước nữa. Ta hận bản thân vô dụng, khiến nàng đau lòng đến vậy. Thậm chí ta còn nghĩ chết đi cho xong. Nhưng ngày đó khi ở bờ sông nhìn thấy nàng ấy, ta phát hiện nàng ấy quên hết tất cả, nở một nụ cười rạng rỡ như vậy. Ta nghĩ đây là sự cứu rỗi của ông trời dành cho ta. Tẩu tẩu, ta vẫn còn muốn sống. Ta muốn dùng quãng đời còn lại của mình âm thầm bảo vệ cho nàng ấy từ xa, bảo vệ cho sự bình yên lãng mạn này. Ngài không hẳn yếu đuối như ta nghĩ. Nếu như ngài còn muốn sống, tại sao không nói một tiếng nào để nhận cái tội giết người này? Ngài có biết không, Dương huynh của ngài cho rằng trong chuyện này ngài nhất định bị oan. Trong mấy ngày nay, chàng ấy luôn lo lắng bộ ba khắp nơi vì ngài. Chuyện mà ta giết Đậu Như Tri hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được. Xin tẩu tẩu chuyện cáo Dương huynh, đừng vì chuyện của ta mà làm liên lụy bản thân huynh ấy. Ban đầu vì sự lỗ mãng của ta, dẫn đến ta và Lâm Trí không thể cứu vãn được. Nay ta không muốn làm liên lụy đến Dương huynh nữa. Dương huynh ngài rất giỏi che khuyết điểm, lẽ nào điểm này ngài không biết sao? Nếu như ngài cứ tiếp tục nhận tội chết này, Dương huynh của ngài dù có phải gánh tội danh khi quân phạm thượng cũng sẽ tìm hết mọi phương pháp cứu ngài ra ngoài. Trong triều có bao nhiêu con mắt dõi theo ngôn hành của chàng, chỉ mong muốn mau chóng bắt được điểm yếu của chàng, kéo chàng xuống. Ngài nhẫn tâm nhìn chàng vì ngài mà chịu liên lụy sao? Nếu như ngài vẫn còn muốn sống, nếu ngài vẫn còn chút bận tâm, thì ngài hãy nên trân trọng mạng sống của bản thân. Cho dù có chết thì cũng phải nên bỏ mạng vì người ngài trân trọng. Ngài có hiểu không? Là ta hồ đồ rồi. Tẩu tẩu nói rất đúng. Nếu như ngài đã hiểu ra rồi, thì mau kể rõ ràng chi tiết sự việc hôm đó ra đi. Hôm đó ta đã uống sai, bị lời nói của Đậu Như Tri khiêu khích thì ta rất là giận dữ. Ta chỉ là muốn hắn quỳ xuống xin tha, không hề muốn giết hắn. Chỉ là...